Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái món heo rừng sữa nướng cho các bạn. Các bạn thấy ha, đây là em heo của mình ha. Rồi, mình sẽ mần vào lông này kia rồi ướp nướng các bạn. Sau khi mình làm sạch sẽ, mình ướp nha các bạn, rồi mình để lên mình nướng thôi. Mình nướng các bạn. Thì mình thích nướng muối ớt nha các bạn. Thì cái da nó các bạn, cái da nó mình cho 1/10 mật ong nha các bạn. Mật ong nguyên chất. Thì các bạn cho pha 1/10 mật ong với nước nha các bạn. Mình pha lại xong mà cũng quét đều lên cái da đó ha, một lát nữa nó sẽ giòn lắm nha các bạn. Còn này mình để cho từ từ ha, từ nó rút đều cái đó. Mình xay nha các bạn, xay chả nữa. Mình để cao lên nha các bạn, đừng để sát quá. Bạn để sát quá là nó khét mà nó không chín nha. Mà nó không ngon đâu. Để nó rút từ từ vậy. Thì mình ướp muối ớt. Bảo đảm các bạn ăn sẽ rất là ngon ha. Rút từ từ nha các bạn. Lúc này là nó sắp chín nè các bạn. Chín là các bạn cực chứ. Nó chở nè. Bạn thấy da không? Da nó giòn cớm lên thấy không? Da nổi cớm lên các bạn thấy không? Bạn này mình phải xay chở nha. Để chở đều. Không chở là khét đó các bạn. Xay chở nó thường xuyên. Lắc nó ha. Mình nướng mọi gì các bạn biết sao nó ăn nó không có ngán. Cái này thì bạn phải chăn nuôi các bạn, chăn nuôi mình chăn nuôi mình mới ăn, chứ còn mà bình thường mua ăn thì về làm thì cũng ngán đèn lắm các bạn. Tại bình thường nó ví dụ con này nó tới 1 triệu mấy lần nha các bạn. Ba rồi tới con nè. Ba cầm đi, con đi ba. Mình thì cái món này thì mình thích lắm ạ. Thì mình ai cũng khoái, đặc biệt là mấy đứa nhỏ thì nó mê lắm bạn ơi. Nó vừa nhỏ vừa mềm. Phải kiên trì nha, chở điều đó bạn thấy không, nổi lên bạn thấy không, nổi bánh đa lên thấy không. Bạn phải kiên trì xây chở nó. Bạn thấy không, nó vàng ươm luôn, nổi bánh đa lên không, ngon lắm nha các bạn. Rồi giòn hết rồi các bạn,
gòn hết rồi, giờ chỉ còn có xây cỡ thôi, sắp chín rồi các bạn. À, bạn thấy không, vàng luôn rồi thấy không, ban cũng dịu à, nhưng mà mình vẫn để cao lên cho nó rút từ từ nha, rút từ cho nó tới trong luôn. Trước mắt thì da đã giòn rồi, nhìn bạn biết rồi, da giòn thì mình để nó khoảng 10 phút nữa bắt đầu mình xay á. Các bạn cứ canh chịu khó làm món này thì hơi cực các bạn, nhưng mà mình nướng mồi như vậy thì mình vẫn khoái hơn, bởi vì nó ăn nó đảm bảo các bạn ha. Bạn phải chịu khó làm xiên chứ cái này cực lắm các bạn, mần nó rồi làm ốp này kia nó tầm khoảng 1 tiếng mấy rồi đốt than nữa làm cũng hơn 1 tiếng mấy nữa, cũng như 3 tiếng rồi ta. Đãi là mình đãi nhà thì nhà ăn thì khen ngon, mình ăn thì mình khen không ngon, lý do bạn biết sao, làm mệt quá ăn nữa là ngon. Thường người không làm hay kia ngồi ăn sẽ ngon nghe các bạn, cái gì cũng vậy đó nè, không có cực là nghe nó khỏe rồi. Đấy, mình là mình sở thích mình là mình cũng thích nấu nấu nướng vậy bạn, mình thích chung mình thích làm này kia. Nói số cực nó vậy, mà đổi lại cũng vui nữa mà, mình có một cái như mình cảm thấy mình làm được món gì đó thì thấy cũng vui. Này cái da các bạn phải lắc nha, phải chợ lắc nha, chứ để chỗ là nó khét liền. Mình làm cho cái ức nó vàng nữa được à. Này thì quá tuyệt vời nha các bạn. Đi vòng cho bạn coi ha. Thấy không? Tuyệt đẹp luôn hơn bạn. Này thì thôi chứ mình làm bằng cái mật ong với mình pha với nước các bạn, thì cái màu này nó có thể không vàng thật luôn không, mà đừng tức là pha phải mình lấy công thức là 1/10 các bạn, 1 mật ong 10 nước nha, chứ các bạn mà để mật ong không thì thôi, bạn vừa đụng tới lửa thì cái như rồi luôn, cháy khét nha các bạn. Đây các bạn ơi, thành phẩm rồi nghe các bạn. Đây rồi, chúng ta cùng với hai bé ngồi xuống ăn đây, hai bé ngồi xuống đây, hai bé ngồi xuống đây. Đây bé này tên gì? Là à, bé này Super. Rồi ngồi xuống ăn nè, hai mấy bé ngồi xuống ăn nè mấy bé. Dạ. À. Rồi cắt ra thôi, giòn rẫm luôn. Cảm ơn chú. À. Dạ. Wow, giòn rẫm luôn. Rồi cắt ra. Wow, giòn ha. Ui. Bé bữa nay bé ăn hết con heo này luôn nha. Quấy mà.
Rồi từ từ để cắt cho bé nha. Cắt cho bé một miếng liền. Rồi cắt cho bé một miếng thịt đi. Thịt ra đó. Rồi ha. Wow, giòn quá. Từ từ cho bé đi. Bé thổi ngăn nóng nha bé. Bà đi hỏi cho con đi. Từ từ. Đi nữa. Chờ để cắt cho bé miếng kìa. Cho em cầm miếng, cho em miếng kìa. Cho em miếng thịt đi mà. Nóng mình chết là bé ơi. Bà, lấy cái giò ra bé đi. Nè, đưa cho bé kìa. Tiên, rồi Tiên ăn đi Tiên. Con của con gà của Tiên. Nào của Tiên ăn thử coi. Mâm đi bà lấy ra. Nóng. Để bà lấy điện thoại. Con tự lên lấy đi. Đó, ba giữ con ra, ba lấy đi. Lấy không được. Nè, nóng chưa, ngồi chưa ta? Ngồi rồi, Tiên ăn đi. Xuống. Xuống cái gì xuống. Mẹ con. Trời ơi nóng bé ơi. Ba đi cô ba cần làm mắm. Rất là hấp dẫn nha. Ừ. Trời ơi hai cái giò. Nhặt ghế xuống đi, nhặt ghế xuống không có khóc. Nhặt ghế xuống đi con. Ghế xuống đi mà. Số 1 à. Số 1. Rồi. Mình thử nha mà. Mặt ngon ha.